Tôi Nam xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Yamaha Mạnh Đạt 1 với địa chỉ cụ thể đường Điện Biên Phủ, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m đối diện với siêu thị Châu Tuấn, để có thể gửi đến các bạn ý, tất cả những mẫu xe Yamaha từ xe số, xe côn tay đến xe tay ga bằng mức giá bán cập nhật cụ thể trong thời điểm tháng 10 của năm 2023. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới những mẫu xe ở đây, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Đầu tiên là những mẫu xe côn tay trước đã. Dòng xe Exciter phiên bản 1.5 mới nhất năm 2023, giá bán đang ngang bằng giá bán đề xuất của hãng. Phiên bản tiêu chuẩn năm 2024 giá 48 triệu, phiên bản cao cấp giá 51 triệu, phiên bản cao cấp mà trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS ấy, giá sẽ là 54 triệu, và màu xanh GP sẽ là 55 triệu các bạn nha. Trong khi đó, Exciter phiên bản 150 các bạn đang theo dõi trên màn hình với mức giá bán dao động trong khoảng tầm từ 43 cho tới 46 triệu đồng cho những cái màu sắc khác nhau. Exciter 150 cũ ấy, thì giá bán chỉ vào khoảng tầm từ 43 đến 47 triệu mà thôi, đang được trợ giá lên tới 5 triệu đồng. Đây các bạn có thể theo dõi một phiên bản giới hạn này với mức giá bán 46 triệu cho Exciter phiên bản 150. Còn NVIC các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, Yamaha NVIC trong thời điểm hiện tại với mức giá bán ấy dao động cho khoảng tầm từ 54 đến 55 triệu các bạn nha. 54 đến 5 triệu thôi, giá bán đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký. Đây các bạn có thể theo dõi thêm này, phiên bản cũ V1 cũng có luôn, giá vào khoảng tầm 52 triệu cho phiên bản NVIC cũ này, cũng là 105 phân khối. Còn NVIC mới giá 54-55 triệu như mình đã giới thiệu với bạn cùng tham khảo rồi, rất cụ thể và chi tiết. Tiếp đến là những cái mẫu xe thuộc phân khúc Sportbike và Nakedbike, chiếc xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. R15V4 đang được bán với mức giá bán hiện tại vào khoảng tầm là 78 triệu cho phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình. 78 triệu các bạn nha. Còn phiên bản MT15 với mức giá bán vào khoảng tầm 70 triệu tròn mà thôi. MT15 thiết kế cũng giá đẹp, khá đẹp đây, hầm hố các bạn có thể theo dõi. Còn mẫu xe Yamaha Nios giá bán hiện tại 50 triệu tròn, vẫn ngang bằng mức giá bán đề xuất của hãng. Một mẫu xe điện đến từ nhà Yamaha Moto Việt Nam, thiết kế nhìn cũng khá là độc lạ dị các bạn nha. Còn đây là những mẫu xe Exciter phiên bản 150 vẫn đang còn hàng với đầy đủ các màu sắc hấp dẫn, giá bán như mình đã báo gửi các bạn cùng tham khảo rồi, từ 43 cho tới 46 triệu cho các màu sắc hấp dẫn khác nhau. 43 triệu cho những cái màu sắc như là trắng đỏ này, đỏ nhám này, còn 45-46 triệu cho cái màu sắc mới. Rồi những cái màu sắc được lên tem thì là 46 triệu các bạn nha, như Monster Energy này, hay là phiên bản màu đen mà tem đỏ ấy, giới hạn năm 2018. Mẫu xe Yamaha Grande đây các bạn đang theo dõi trên màn hình. Hiện nay mẫu xe này đang có mức giá bán cũng cực kỳ tốt trong thời điểm hiện tại. Grande trong thời điểm này mức giá bán dao động khoảng tầm từ 49 cho tới 51 triệu các bạn nha. 49 đến 51 triệu các bạn có thể lưu tâm lưu ý. Thiết kế cũng rất đẹp, một mẫu xe tay ga cao cấp dành cho các chị em phụ nữ trong thời điểm hiện tại. Thấp nhất trong thời điểm này là phiên bản tiêu chuẩn với mức giá bán là 46 triệu thôi. Còn đây là mẫu xe Yamaha Janus. Janus hiện tại thì mức giá bán ấy, phiên bản tiêu chuẩn màu mới giá sẽ là 30 triệu tròn, 30 triệu tròn luôn. Còn phiên bản đặc biệt giá sẽ là 34 triệu các bạn nha. Đây các bạn có thể theo dõi cận cảnh và chi tiết với những mẫu xe Yamaha Janus cho chị em phụ nữ. Yamaha Latte giá bán hiện tại khoảng tầm 38 triệu thôi cho các màu sắc phiên bản khác nhau. 38 đến 38 triệu 500, chính xác là như vậy. Phiên bản tiêu chuẩn là 38 triệu, còn phiên bản giới hạn là 38 triệu 500 với mẫu xe Yamaha Latte. Thiết kế cũng rất là hầm hố, cốp xe cũng rất là đẹp luôn, cốp xe rộng lên tới 37 lít. Mẫu xe Yamaha Frigo các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, phiên bản của năm 2023, giá 30 triệu cho bản tiêu chuẩn và đặc biệt là 34 triệu. Hiện nay các bạn đang mong chờ tới phiên bản mới năm 2024 rồi, rất đẹp không các bạn. Một thiết kế rất là hầm hố, đủ sức để cạnh tranh với dòng xe Honda Airblade. Tiếp đến là những mẫu xe Yamaha Sirius. Sirius phiên bản 115 FI các bạn đang theo dõi trên màn hình, những màu sắc mới và màu sắc cũ của năm 2023 cũng có đầy đủ luôn các bạn nha. Hiện tại mức giá bán cụ thể là từ 21.200.000 cho đến 23.900.000 đồng. Phiên bản phanh đĩa vành đúc sẽ là 23.900.000 đồng. Còn mẫu xe Yamaha Jupiter Fin ấy thì giá bán hiện tại từ 27 triệu 500 đến 28 triệu tròn luôn, các bạn có thể lưu tâm lưu ý tiêu chuẩn và đặc biệt. Còn dòng xe Jupiter phiên bản cũ giá 30 triệu 200 nghìn đồng các bạn nha, rất cụ thể và chi tiết như vậy.
Còn với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới mẫu xe Yamaha Sirius phiên bản 115 FI, à phiên bản 110 thôi, chứa hòa khí, chính xác là như vậy, thì giá bán hiện tại dao động trong khoảng tầm từ 18 triệu 900 đến 21 triệu 300 nghìn đồng với dòng xe Yamaha Sirius 110 chế hỏa khí bình xăng con ấy của năm 2023. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình như vậy trong thời điểm hiện tại. Rất cụ thể các bạn nha, đầy đủ các xe hấp dẫn ưu đãi đến từ đại lý Yamaha Mạnh Đạt trong lúc này. Và với những bạn nào đang quan tâm, các bạn có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình, hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc lý điện thoại 0983154222 sẽ anh tư vấn cụ thể về các mẫu xe ở đây, chương trình khuyến mại, chương trình trả góp với lãi suất ưu đãi và hấp dẫn. Trong thời điểm hiện tại thì các bạn có thể theo dõi rất kỹ rồi, hầu hết các mẫu xe của Yamaha đều bán ngang bằng mức giá bán đề xuất của hãng. Duy nhất có mẫu xe Exciter phiên bản 105 cũ ấy, hiện nay còn một vài chiếc thôi, không còn quá nhiều hàng đâu. Phiên bản đó hiện tại đang giữ mức giá bán vào khoảng tầm từ 43 đến 47 triệu mà thôi, rẻ hơn rất nhiều so với mức giá bán đề xuất của hãng vì đang được hỗ trợ lên tới 5 triệu đồng đến từ Yamaha Motor Việt Nam các bạn nha. Còn với những cái dòng xe Exciter phiên bản mới trong hệ thống phanh trong bô cứng ABS ở đây, các bạn có thể quan tâm theo dõi và liên hệ và tìm mua cho mình cũng cực kỳ là ok, đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Exciter 150 phiên bản huyền thoại vẫn đang còn hàng. Và hiện tại thì với cái dòng xe Yamaha XS 150R cho những bạn nào quan tâm, giá bán ngang bằng giá bán đề xuất của hãng các bạn nha, là 77 triệu. Phía bên trong kho vẫn đang còn hàng với hai màu sắc đen bóng và phiên bản màu bạc. Mẫu xe đó cũng rất là được quan tâm trong thời gian vừa qua. Đầy đủ các mẫu xe ưu đãi hấp dẫn trong thời điểm hiện tại cho những bạn nào quan tâm, hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình. Thông qua video ngày hôm nay mình đã chia sẻ một cách cụ thể rồi, các bạn có thể lưu tâm lưu ý để có cho mình những cái mẫu xe ưng ý ở đây trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là dòng xe Exciter phiên bản 105 các bạn nha. Yamaha Nervic phiên bản 105 ở đây, các bạn có thể nhìn ngắm qua một chút, rất đẹp và cuốn hút luôn. Với những bạn nào vóc dáng cao to một chút, các bạn hoàn toàn có thể điều khiển mẫu xe này một cách ok nhất và thoải mái nhất, kể cả phiên bản mới và bản cũ của năm 2023 vẫn đang còn hàng. Rồi những mẫu xe sport bike này như R15V4. R15V4 thì hiện tại có hai sự tùy chọn, là phiên bản R15V4 này sẽ không được trang bị hệ thống phân trong bô cứng ABS ấy, thì giá bán vào khoảng tầm 78 triệu. Còn những phiên bản phanh ABS giá bán sẽ vào khoảng tầm 85 đến 86 triệu các bạn nha. Còn MT15 thì giá bán rất là ok rồi, 70 triệu thôi. Mình nhắc lại với bạn cùng tham khảo như vậy. Và là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình đã chia sẻ nhanh với bạn cùng tham khảo thông qua video này rồi. Rồi, các giá này của mình, nếu ngày nay chia sẻ đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.